Thưa quý vị, cập nhật thông tin hai vụ ngộ độc methanol khiến nhiều người nhập viện, hai người tử vong. Ngày 17 tháng 8 năm 2022, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nữ bệnh nhân 19 tuổi bị tổn thương não lan tỏa, nguy kịch tính mạng do ngộ độc methanol, được xuất viện sau hơn một tuần điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc ICU. Như báo Thanh Niên đã thông tin, trước đó vào ngày 3 tháng 8, một nhóm 8 người, đa số là sinh viên, nhậu rượu pha nước ngọt tại nhà hàng ở thành phố Thủ Đức. Đến ngày 5 tháng 8, một người tử vong tại phòng trọ, một người tử vong tại bệnh viện, 6 người còn lại nhập viện do bị ngộ độc methanol, trong đó có 2 người điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, 4 người điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đến ngày 5 tháng 8, nhóm 5 người ở thành phố Hồ Chí Minh uống rượu pha cùng rửa tay chứa methanol. Kết quả, ngày 6 và 7 tháng 8, tất cả 5 người lần lượt nhập viện vì ngộ độc methanol. Đến nay, tất cả những ca nhập viện đã hồi phục và xuất viện. Riêng một bệnh nhân nữ 19 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng, nồng độ methanol là 123,978mg trên 100ml máu. Các bác sĩ cho đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu. Sau khi được điều trị tích cực và lọc máu liên tục, nồng độ methanol giảm xuống còn 36mg trên 100ml máu. Tuy nhiên, kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy bệnh nhân bị tổn thương lan tỏa cả hai bên bán cầu não, tình trạng rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các y bác sĩ vẫn kiên trì điều trị tích cực với hy vọng cứu sống người bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Ân, trưởng khoa ICU Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, sau hơn một tuần điều trị tích cực tại khoa ICU, bệnh nhân đã ngưng thở máy và rút nội khí quản, đáp ứng tốt với điều trị. Hiện tại, người bệnh tỉnh, tiếp xúc chậm, cử động tay chân bình thường không yếu liệt, tổn thương não có hồi phục nhưng để lại một số di chứng và được xuất viện ngày 16 tháng 8. Trước tình trạng liên tục nhiều người uống rượu ngộ độc methanol nhập viện, từ ngày 15 tháng 8, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiến hành kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn trên toàn thành phố, thời gian kéo dài đến hết năm 2022. Trước đó, năm 2021, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có 2 công văn đề nghị các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn mua bán, sử dụng rượu không rõ nguồn gốc. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.